Trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình mới phát hiện ra một cái thủ thuật mình có thể kiếm được nhiều tim nha. Các bạn tải tự động click á, là nó sẽ giao diện như thế này nè. Đấy, thường thường nó sẽ là 100 đúng không? Mình chỉnh thành 1 trên mili giây, bấm rất là nhiều nha. Tại lúc trước á, mình cứ làm bình thường thôi, nhưng mà mình xoa mèo đây. Đấy, mình cứ xoa mèo. Rồi, giờ này để cái này vô đây. Nhìn này, nãy là 7k mấy tim đúng không? Đây, bây giờ lên 9k luôn. Các bạn thấy chưa? À, bây giờ đang 9k đúng không? Mình làm một lần nữa này. Cắm móng tay nó hơi khó nữa rồi. Ai dạ, một cái nữa thôi. Phải là 9k mấy đúng không? Đây, mình nhấn vô nút chạy này. Đấy, lên tới 11k luôn. Mình lặp lại lần nữa nha. Lúc trước mình biết á, là mình nhấn được vô nhiều lần á, tối đa mình sẽ được 400 thôi. Cái này mình bấm auto click luôn, rồi nó có thể lên tới 2000. Thấy ghê không? Cái này chỉ là thủ thuật thôi nha, mình không khuyến cáo làm nha. Bạn nào muốn làm thì làm. Đây nhìn này, 11k đúng không? Đấy, lên tới 14k luôn. Nãy mình mới làm xong rồi mình mua giường, mua mấy cái chỗ ngủ luôn. Đấy. Rồi, mình sẽ mua giường này. Sẽ mua mấy cái chậu hoa đi. Mình mua chậu hoa đi. Mua mấy cái này đi. À, mình thích màu vàng. Đây, mình thích màu vàng hơn. Đấy. Bây giờ mình có nhiều rồi. Mua hết. Mua hết. Mua cái này nha. Mua cái này đi. Chắc mình thích này hơn. Rồi mình sẽ gắn nha các bạn. Đây. Mình không biết trang trí. Đấy. Xách đồ phải ở giữa. Để ở đây đi. Cây gần cây. Này khúc này đi. Hợp lý rồi. Không được. Có thế. Mà mình đang hết sức đủ. Đây rồi. Đó không? Để đây. Có gì ta? Để mình lấy xích đu. À, mình cần phải mua mấy cái ở trên. À, hiểu luôn. Cho mình trang trí phòng ngủ đi. Mình sẽ mua đồ cho phòng ngủ nha. Giường nào mắc đâu.
hoài. Mình sẽ mua giường này, tủ này luôn, này luôn, chắc này món cuối cùng rồi. À, mình hết tim rồi. Này à, mình hết tim rồi. Đây, tủ rồi nha, tủ cái giường mới đúng. Giường này, giường hả, giường chắc để bên đây đi. Rồi, hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nhớ like, share và subscribe nha các bạn. Bye bye.